bồi kèm giữa Hà Nội và Cao như thế học sinh sau không nhỉ? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nhưng sau khi đọc thì chúng tôi vừa qua mình chúng tôi vừa cần lấy ghế để hát cho các bạn và thật sự cho các bạn biết chỉ nói đầu tiên cho em lấy ghế cho các bạn đợi mình và sau đó thầy sẽ hướng dẫn các bạn nhớ từ điểm chỗ ngồi cho các bạn. Chú ý các bạn chú ý chúng ta nhớ các bạn và chúng ta chúng ta chúng ta chúng ta chúng ta đây là những nét cơ bản. Các bạn chú ý về nét thứ nhất, thầy đi một bước đấy, bước đọc chúng ta. Nghe thầy hướng dẫn cả con. Nghe thầy hướng dẫn đấy. Nét thứ hai, chúng ta lấy được đàn cúc, xong nhấn để đi nét thanh và cuối nét chúng ta nhấn nút quay trở về. Nét thứ ba, chúng ta đi đường Thái Quang Hải vòng qua thân phi na. Sang tàu chữ N chúng ta nhấn nút. Cho bạn nào viết nhanh nhất và đẹp nhất lên đây gặp thầy sẽ tặng chữ. Mỗi lớp sẽ có ba bạn được tặng. Nào chúng ta thật chương nào. Nắn nót nha, không nghiền ra ngoài nha. Nào món quà đã được chuẩn bị sẵn dành cho ba bạn trong lớp. Bạn nào lên đây để tặng cho chú Lộc. Bạn nào biết đẹp lên đây để tặng cho chú Minh này. Đây hai chữ Minh và một chữ Lộc. Và đây là chữ Tâm dành cho bạn nào viết nhanh và đẹp nhất. Từ từ từ.
thấy mà. Chúc chúng ta trải nghiệm thành công tốt đẹp trong điều ngày hôm nay. Phúc ơi, này này này, Phúc ơi, nâu lên, tay, nó bay không? Việt Nam xin giới thiệu với quý vị về đất nước, về dân tộc con rồng cháu tiên. Chương trình xin được phép bắt đầu. Con
ngồi đấy con xem.